Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh tin tức mới Và sau đây chúng ta cùng điểm qua những thông tin ngày hôm nay quý vị nhé Mới đây, Nhật Kim Anh có bài đăng đính chính tin đồn bầu bí trên trang cá nhân Khoe ảnh cơ bụng săn chắc, diễn viên 8X khẳng định không mang thai như dân mạng đồn đoán Ngoài ra, Nhật Kim Anh còn cho biết đoạn clip bị netizen soi vòng hai lùm xùm đã có từ lâu thời điểm cô nặng tới 60kg chứ không phải mới đây. check cờ bụng sáng nay, hơi nhạy cảm xíu siêu nha. Nhưng đang cho các chị em có động lực và cho các chế biết là em không có bầu nha. Đừng đi đồn lung tung tội nghiệp em. Cái clip mà mấy anh chị soi em có bầu là clip lúc em 60kg, em mập thù lù đó. Em dáng giữ lắm mới được cái body như hôm nay đó. Nên anh chị có soi thì soi hình mới clip mới giúp em nè. Chứ so hình và clip cũ rồi áp vào ngày nay thì tội cho em quá. Bao nhiêu công sức tập luyện đó, Nhật Kim Anh đính chính. Hôm qua 23 tháng 4, trên mạng xã hội xuất hiện tin đồn Nhật Kim Anh mang thai lần 2, nguyên nhân xuất phát từ clip nữ ca sĩ hát hò tại nhà riêng được chia sẻ. Trong clip, giọng ca đoạn đường vắng xuất hiện với vòng hai lùm sùng bất thường, Khiến khán giả đạt nghi vấn đã có tin vui. Nhật Kim Anh xuất hiện với vòng hai lùm sùng trong clip hát hò tại nhà riêng. Trên trang cá nhân mới đây, Nhật Kim Anh hạnh phúc chia sẻ loạt hình ảnh khi được đoàn tụ với con trai trong ngày sinh nhật. Tuy nhiên, nữ diễn viên cho biết, để có được những phút giây ngắn ngủi bên cạnh con trai là điều không dễ dàng, khi giữa cô và gia đình chồng cũ xảy ra bất hòa đang trong quá trình giành quyền nuôi con. Theo đó, Nhật Kim Anh đã phải bỏ công việc, thuê khách sạn hai ngày liền ở gần nhà chồng cũ để được gặp con. Thậm chí, cô chỉ được chơi với con chốc lát nhưng bị sự giám sát gắt gao của chồng cũ. Sinh nhật cục cương của mẹ. Năm nay rút kinh nghiệm mẹ dặn dò trợ lý không được nhận bất cứ công việc gì. Chỉ để dành hai ngày 19 tháng 9 đến 20 tháng 9 thuê khách sạn nằm trầu trực ở Cần Thơ để được thăm và ăn sinh nhật cùng con trai cương. Mặc dù chị gặp được chớp nhoáng vì ba con bận bịu đủ thứ. Mẹ biết 18 giờ 30 phút ngày 20 tháng 9 ba con tổ chức sinh nhật cho con tại nhà riêng. Để tránh làm phiền gia đình nội, mẹ đã không ở đến khai tiệc vì mẹ biết cũng chẳng ai thích sự có mặt của mẹ, nên mẹ đã về trước để dành thời gian ấy cho bên nội vui vẻ và sung vầy. Con trai đừng buồn mẹ nhé. Nhật Kim Anh viết. Nhật Kim Anh cho biết, dù hơi buồn vì chịu sự giám sát của chồng cũ nhưng việc được gặp chơi đùa cùng con trai sau nhiều ngày xa cách cũng đủ khiến cô toại nguyện và hạnh phúc cuối cùng thì hai ngày cũng đã toại nguyện được gặp được chơi sinh nhật cùng con mặc dù không nhiều thậm chí còn được ba con giám sát chặt chẽ đi khu vui chơi ba cũng không cho đi xe của mẹ mà phải đi xe của ba để dễ giám sát Mẹ có chút hơi buồn thật nhưng thôi sinh nhật của cục vàng mà nên được bên cạnh con là vui rồi, ai muốn làm gì cứ làm." Nhật Kim Anh chia sẻ. Nhật Kim Anh kết hôn với Bửu Lộc vào năm 2014, tuy nhiên đến năm 2017, cuộc hôn nhân có dấu hiệu rạn nứt và nữ diễn viên sau đó cũng lên tiếng xác nhận thông tin đã đường ai nấy đi vì không tìm được tiếng nói chung. Thời điểm công khai chuyện ly hôn, Nhật Kim Anh cho biết cô đã nhường quyền nuôi chăm sóc con trai cho chồng cũ vì lỡ nhận phim và công việc kinh doanh chưa thuận lợi nên lo sợ con theo mẹ sẽ khổ. Tuy nhiên, khi bị gia đình cấm cản gặp con, nữ diễn viên quyết giành lại quyền nuôi con. Đến thời điểm hiện tại, cả hai nhiều lần phải hầu toàn để giải quyết các vấn đề hậu ly hôn, trong đó có việc giành quyền nuôi con. Sau những lần đấu tố nhau để giành quyền nuôi con, Nhật Kim Anh quyết định hòa giải với gia đình chồng cũ và sẵn sàng tái hợp trong những dịp đặc biệt. Mới đây, nữ ca sĩ vừa có cuộc hội ngộ cùng chồng cũ và ba mẹ chồng nhân ngày sinh nhật của cậu quý tử. Trên trang Facebook cá nhân, Nhật Kim Anh đã đăng tải loạt ảnh trong ngày sinh nhật tròn 7 tuổi của con trai. Có thể thấy không gian được trang trí xinh đẹp với tông màu vàng cùng những chú Minions đáng yêu giọng ca mưa đã tạnh về tận cần thơ để cùng gia đình chồng cũ đón sinh nhật của con trai khung ảnh nhật kim anh xuất hiện cùng chồng cũ nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả giờ đây cả hai đã gác lại lùng sùng và vui vẻ tái hợp vì con đặc biệt khoảnh khắc gia đình hạnh phúc ba mẹ cùng trao nụ hôn cho bé bửu long được người hâm mộ thả tim nhiệt tình không chỉ vậy nhật kim anh còn vui vẻ khi hội ngộ cùng ba mẹ chồng cũ nữ ca sĩ không ngần ngại chụp ảnh kỷ niệm cùng cả gia đình của doanh nhân bửu lộc còn nhớ trước đó nhật kim anh từng tố chồng cũ và ba mẹ anh ngăn cấm không cho cô gặp con trai sau khi giải quyết những bất hòa đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ xuất hiện chung khung ảnh với ba mẹ chồng cũ cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại